Sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra giám sát năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương dự và chủ trì hội nghị. Năm 2021, công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác kiểm tra giám sát của Đảng nói riêng tiếp tục được đẩy mạnh, thực hiện toàn diện, có nhiều chuyển biến mới, đạt kết quả quan trọng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã triển khai 77 đoàn kiểm tra giám sát, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của điều lệ Đảng với khối lượng công việc lớn, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả ngày càng được nâng lên. Có vụ việc phức tạp, tồn đọng từ lâu, dư luận quan tâm đã được kiểm tra, kết luận và xử lý nghiêm minh kịp thời, qua đó góp phần tích cực vào công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, giữ vững kỷ cương kỷ luật, đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng tiêu cực, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp năm 2021. Đồng chí nhấn mạnh, công tác xây dựng Đảng còn không ít khó khăn, thách thức, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của không ít tổ chức Đảng còn hạn chế. Tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên chưa được đẩy lùi. Tình trạng tham nhũng, tiêu cực lãng phí còn diễn ra phức tạp, xảy ra ở nhiều cấp, ngành, lĩnh vực. Chính vì vậy, công tác kiểm tra giám sát của Đảng cần tiếp tục đẩy mạnh, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Ủy ban Kiểm tra các cấp tập trung triển khai toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của điều lệ Đảng, trọng tâm là kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, tăng cường kiểm tra giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, các nghị quyết của Trung ương về xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị, bên cạnh việc nâng cao chất lượng đội ngũ, phải coi trọng kiểm soát quyền lực trong công tác kiểm tra. Ủy ban Kiểm tra Trung ương sớm tham mưu cho Bộ Chính trị ban hành quy định về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật Đảng và hoạt động thanh tra kiểm toán. Đây là một công cụ hữu ích để điều chỉnh, hỗ trợ cán bộ kiểm tra trong công tác, đồng thời để mỗi quyết định của Ủy ban Kiểm tra luôn công tâm, khách quan, chính xác, có lý, có tình, là quyết định của lẽ phải, của trách nhiệm và tình đồng chí, của công lý trong Đảng. Sáng nay, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả 3 năm thực hiện quyết định số 45 của Thủ tướng Chính phủ về cấp một số ấn phẩm báo tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, giai đoạn 2019-2021 và phương hướng triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2022-2025. Đồng chí Hồng An Lệnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc dự và chủ trì hội nghị. Đánh giá cao những đóng góp của các cơ quan báo chí đã đồng hành cùng Ủy ban Dân tộc trong công tác thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận, góp phần quan trọng đối với sự phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi thời gian qua. Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nêu rõ, với đặc thù vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi còn nhiều khó khăn, các cơ quan báo chí cần nâng cao chất lượng nội dung, đa dạng hình thức để truyền tải thông tin đến với người dân, đẩy mạnh công tác bám sát địa bàn để tiếp nhận thông tin hai chiều và phản ánh thông tin một cách chân thực, kịp thời, đầy đủ từng địa bàn, từng dân tộc, cần có hình thức phù hợp, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm để người dân tiếp cận thông tin dễ dàng, nhanh chóng. Giai đoạn 2022-2025 sẽ nâng cao vai trò của ban dân tộc các địa phương, đổi mới hình thức cung cấp thông tin, tăng cường thêm báo hình, số hóa nội dung trên các mạng xã hội, đầu tư đồng bộ hệ thống truyền thanh, cung cấp thiết bị di động thông minh, vận động người dân có thói quen đọc báo, kịp thời điều chỉnh và mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách, nâng cao chất lượng, tăng cường thêm nội dung chuyên đề như giải đáp pháp luật, bản sắc văn hóa, thành lập kênh để kết nối, chia sẻ, trao đổi thông tin.